Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt ở nhà của chị Tiền ở quận Gò Vấp, tỉnh Tiền Giang. Nên chị Tiền có về một số cái mai tang ha, hoành to, tán ổng tàn tròn, giá thì mềm ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho chị Tiền. Ở đa số thì một thân một cốt ha, hoành khá to luôn. Rồi, chào chị. Chào anh ha, chào cả nhà luôn ha cả nhà. Hôm nay shop em còn 12 cây mai tàn ha. Mong cả nhà vào xem hết clip ủng hộ dành cho em ha. Em xả hết về luôn mới luôn nha cả nhà. Rồi hoành to mà giá nhỏ luôn ha. Rồi cả nhà mình vào xem được ủng hộ dành cho em. Em tiếp cái clip trước luôn nha cả nhà. Mã số 50 nha cả nhà. Rồi, một thân một cốt. Mã số 50 ha. Một cây mai xù nha cả nhà. Chiều cao. Cây này 1m4. Cây 4 mầm hết rồi cả nhà ơi. Ngang 1m15. Hoành thân 23 ha. Rồi. Đây, bên này xù nè cả nhà. Xù chảy ha. Nu hết luôn nha. Lên tới trên đây luôn nha cả nhà. Rồi mã số 50 cho luôn cả nhà mình 900 luôn. Rồi 900. Xả về luôn mới luôn cả nhà ơi. Mong cả nhà vào xem được mã nào ủng hộ dùm cho shop em ha. Cây bốn tược rất là khỏe mạnh luôn. Rồi em xuống cây luôn. Rồi em lên mã số 51. Chiều cao cây này lấy 1m6 nha cả nhà. Tán ngang 1m15. Hoành thân 24. Đó, thưa cành ha, mà lật cây 24 hoành 700 luôn cả nhà ơi. Rồi, 700. 700k luôn, bao sóng bao ship toàn quốc cho mình luôn. Đó, còn ít em xả cho hết giờ luôn mới cả nhà mình vào xem được mã nào ủng hộ dùm cho shop em nha cả nhà ơi. Hoành to mà giá nhỏ luôn ha. Rồi, em xuống cây luôn. Bên mã số 52. Rồi, 52. Cái này 1m5 nha cả nhà, tán ngang 1m2, hoành thân 25 luôn ha, đấy đẹp nha, đấy lực luôn ha. Rồi mã số 52 vô luôn có nhà mình 800 luôn. Rồi 800. 800. Bên đây cây nó bị thiếu nắng nha cả nhà, nên bên đây nó cũng có chi, mình về mình dưỡng bên đây dài ra nữa là nó đều ha. Dạ. Nó thiếu nắng. Rồi mã 52 vô luôn có nhà mình 800 nha cả nhà, bao sóng bao ship toàn quốc cho mình luôn. Giờ xem được mã nào ủng hộ dùm cho shop em ha. Cây cũng đang nhú mầm nha cả nhà. Rồi xuống cây luôn. Lên cây mai mã số 53. 53. Một cây dán trực luôn cả nhà. Chiều cao cây này lấy 1m6 nha cả nhà. Tán ngang cây này 1m25. Cây đang nhú mầm rất là khỏe luôn ha. Giờ xem được ủng hộ dùm cho shop nha cả nhà. Hoành thân 25 luôn nè cả nhà. Chi tàn cũng đều luôn ha, tàn tròn ro luôn nha cả nhà. Rồi mã này em vô luôn cả nhà mình 900 luôn cả nhà ơi. Rồi 900. 25 hoành có 900k luôn cả nhà. Bao sóng bao ship toàn quốc cho mình luôn. Giờ xem được ủng hộ dùm cho shop em ha. Rồi em xuống cây luôn. Một cây tàn đào nè cả nhà. Mã số 54 ha. Chiều cao cây này 2m ha, cây rất là nhiều nụ luôn nè cả nhà ơi. Tán ngang ha, 1m3 ha, đế đẹp luôn. Hoành thân 25. Đó. Mấy cái này tàn này về mình còn chằng đồ ra được ha. Chằng ra rất là rộng nha cả nhà. Tàn đào nụ rất nhiều luôn ha. Rồi mã này giao luôn cả nhà mình 1 triệu thôi cả nhà. Rồi, 1 triệu. Đế đẹp luôn nè, 25 hoành có 1 triệu luôn cả nhà ơi. Cây cao 2m luôn ha. Về còn chằng tàn tán đồ ra được nha cả nhà. Đó, cây rất là to luôn. Rồi em xuống cây luôn. Mã số 55. 55. Chiều cao cây này lấy 1m5 nha cả nhà. Tán ngang 1m35. Hoành to giá nhỏ luôn cả nhà ơi. 25 hoành hơn luôn nha cả nhà. Đó. Đây đây. Giờ mình trồng trực cái lên ha cả nhà. Trồng trực cái cây lên ha. Rồi mã này giao luôn cả nhà mình 900 thôi cả nhà. Rồi 900. 25 hoành 900k luôn cả nhà ơi. Cây tàn to luôn ha. Bao sóng bao ship toàn quốc cho mình luôn. Cây này nó cũng đang muốn nu nu xù nha cả nhà. Đang lên nè. Hơi nhẹ ha. Đang xù chảy nè. Đang chảy ha. Mấy cây này về mình nuôi thêm nha cả nhà. Rồi em xuống cây luôn. Rồi em lên cây mai mã số 56. Chiều cao 2m luôn cả nhà ơi. 56.
còn ít, em xả về luôn mới luôn ha. Tán ngang cây này tầm 1m4, 1m5 nha cả nhà. Hoành thân em đây đây là 24 nha. Đó, nó có cái dây củ nở nè, đế đẹp luôn. Cây rất là to luôn ha. Em xả cho mình luôn nè cả nhà. Rồi mã này Zalo cả nhà 1,2 triệu luôn. Ơi, 1,2 triệu. Triệu 2 bao sống bao ship toàn quốc cho mình luôn cả nhà ơi. Cây rất là to luôn ha. 2m chiều cao luôn nha cả nhà. Cây to luôn. Xả cho hết về lô mới luôn. Cả nhà mình vào xem được ủng hộ dùm cho shop em ha. Rồi em xuống cây luôn. Xuống cây này. 57 luôn cả nhà. Rồi 57. Cây rất là to luôn nha cả nhà ơi. Chiều cao cây này lấy 1m6 nha. 57. Tán ngang 1m5 luôn nha cả nhà ơi. Cái này tán ngang rộng luôn ha. Hoành thân 25 luôn nè. Đó. Chưa tàn ha. Mà cũng rất đều ha. Rồi mã này em xả cho cả nhà mình 1,1 triệu luôn cả nhà ơi. Ơi, 1,1 triệu. Hoành to giá nhỏ luôn. Vào xem được ủng hộ dùm cho shop em nha cả nhà. Xả hết về lô mới luôn cả nhà ơi. Cái thời điểm này mình mua thì Tết vẫn có hoa tầm khoảng 30-40% bông nha cả nhà. Thì theo cách của mình chăm sóc nữa ha. Rồi em xuống cây luôn. Rồi em lên cây mai mã số 58 nè. Chiều cao cây này 1m6 ha. Tán ngang 1m3 nha cả nhà. Đế rất là lực luôn nè. Tay cành rồi khi cành đầu lực không nha cả nhà. Hoành thân 24 luôn. Đó, còn đế nè. Đế lực mà đều luôn ha. Rồi mã này giao luôn cả nhà mình 1,1 triệu luôn cả nhà. 1,1 triệu. Tay cành đầu lực đều tàn luôn ha. Lực cây lắm nha cả nhà. 1,1 triệu bao sống bao ship toàn quốc cho mình luôn. Vào xem được ủng hộ dùm cho shop em nha cả nhà ơi. Rồi em xuống cây luôn. Em xuống số 26 nè cả nhà. Rồi tán rộng tàn tròn hoành to ha. Rồi em lên mã số 59 ha. 59. Chiều cao cây này tầm 1m5 nha cả nhà. Cây này tán ngang rất rộng ha. Tán ngang 1m5 luôn. Hoành thân 28, củ nở luôn nha cả nhà. Củ nở 35 luôn nè. Lấy lực con ha. Đó, tàn cũng tròn luôn. 28 hoành. Rồi mã này Zalo cả nhà mình 1,8 triệu nha cả nhà ơi. 1,8 triệu. Cây rất là to luôn ha. Cái bầu này cũng 40-50 kg luôn cả nhà. Cây to bầu to luôn nha cả nhà. 1,8 triệu em bao ship bao sống toàn quốc cho mình luôn. Giờ xem được ủng hộ dùm cho shop em nha cả nhà. Tay cành đầu rất là lực luôn nha cả nhà. Đó, cái tay này. To lực ha. Rồi em xuống cây luôn. Rồi em lên cây mai mã số 60 nè. Chiều cao này 1m5 ha. Tán ngang 1m3. Rồi bàn đều. Hoành thân 25, đế bàn đều luôn nha cả nhà. Rồi mã này Zalo cả nhà mình 800 luôn cả nhà ơi. 800. Bao sống bao ship toàn quốc cho mình luôn. Tay cành cũng lực mà thưa cành ha. 800k bao sống bao ship toàn quốc cả nhà mình vào xem được ủng hộ dùm cho shop em cả nhà ơi. Rồi em xuống cây luôn. Rồi xuống cây. Rồi em lên cây mai mã số 61. Rồi 61. Cũng là mã cuối clip luôn nha cả nhà. Dạ, cái cuối clip ha. Chiều cao cây này tầm 1m4 ha. Tán ngang 1m2. Hoành thân 25 luôn nè cả nhà. Đó, củ nở luôn ha. Thưa cạnh nè cả nhà. Về mình dưỡng là mình chơi giùm em ha. Cây cũng đang nhú mầm luôn nè. Đúng lá luôn ha. Rồi mã này Zalo có nhà mình 750 thôi cả nhà. Rồi 750. 750 bao sống bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi cây mã 61 cũng là mã của clip ha. Mong cả nhà mình vào xem hết clip ủng hộ dùm cho shop em nha cả nhà. Nay xả hàng đang về luôn mới luôn ha. Anh chị nhà mình xem được ủng hộ dùm cho em. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều luôn. Rồi hẹn cả nhà vào clip sau luôn nha cả nhà. Mọi người đã xem hết video ha. Các phong quý ủng hộ cho chị Tiên. Giúp mình cũng tạm dừng nhé. Hãy like chia sẻ và đăng ký kênh mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.